Các em bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học về những thuốc mà chúng ta sẽ dùng để mà điều trị bệnh lý mạch vành mãn tính. Tức là chúng ta sẽ cùng nhau học về những cái thuốc mà chúng ta sẽ dùng để điều trị cho bác A. Tức là bác A là bác bệnh nhân ở tình huống làm sao trước. Lesi scan, tức là đã đi học hạt nhân cho thấy là giảm đông ở vùng liên thất trước. Phân suất tổng lọc lên 55%. Sau khi thảo luận thì bác A muốn điều trị nội khoa. Thì bây giờ các em sẽ kê đơn cho bác A. Thì câu hỏi đầu tiên đó là theo các em hai thuốc quan trọng nhất mà chúng ta trước hết phải kê đơn cho bác A là gì? Thì đây chính là hai thuốc duy nhất trong liệu trình điều trị của bác A có thể giảm được nguy cơ những cái biến cố tim mạch do xơ vữa và giảm được cái nguy cơ tử vong cho bác A. Và đây là hai thuốc duy nhất trong liệu trình điều trị của bác A mà mục đích là để cho bác A sống lâu hơn. Còn lại tất cả những cái thuốc còn lại trong liệu trình mà anh sẽ phân tích cùng các em thì mục đích chính của nó chỉ là điều trị triệu chứng mà thôi. Thì đó chính là statin cường độ cao và aspirin. Statin cường độ cao chúng ta có atorvastatin 40 hoặc 80, còn rosuvastatin thì chúng ta có 20 hoặc 40. Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ cho bác hai thuốc đó là anh ví dụ ở đây đó là atorvastatin 40 mg và aspirin 81 mg. Và những cái thuốc này á, là cần điều trị tới suốt đời. Và các em nhớ là nó chỉ giúp giảm những cái biến cố tim mạch và mạch máu do xơ vữa giúp bạn sống lâu hơn. Còn đây không phải là hai thuốc có tác dụng làm giảm đau ngực. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về những cái thuốc giảm đau ngực, người ta gọi là anti-angiogenic therapy. Thì các em cũng phải nhớ đó là những cái thuốc mà giảm đau ngực mà anh chuẩn bị nói cho các em sau đấy thì nó chỉ làm giảm đau ngực cho bác A mà thôi, nó không có tác dụng làm cho bác sống lâu hơn. Nhóm thuốc đầu tiên và cũng là cái nhóm thuốc đầu tay để mà giảm đau ngực đó chính là thuốc chèn beta. Khi mà tim đập nhanh và mạnh á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị đau ngực, cho nên thuốc chèn beta nó sẽ làm giảm nhịp tim và giảm sức co bóp của cơ tim, cho nên nó sẽ làm giảm đau ngực ở những cái bệnh nhân bị cơn đau thắt ngực nha, cơ chế cũng dễ hiểu. Và nó chỉ cải thiện về mặt triệu chứng mà thôi, nó không giúp cải thiện được về mặt tử vong. Chèn beta nó chỉ giúp cải thiện được tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà đã từng bị nhồi máu cơ tim trước đó mà thôi. Thì chúng ta sang những cái video tiếp theo khi mà chúng ta phân tích về nhồi máu cơ tim á, trong cái hội chứng van cấp á, thì anh sẽ nói nhiều hơn cho các em. Nhưng mà trong hội chứng van mạng á, thì thuộc chèn beta nó không giúp cải thiện được tỷ lệ tử vong, các em nhớ điều đó nhé. Và tất cả những cái thuốc chèn beta nó đều có hiệu quả như nhau, cho nên các em nếu mà quen với cái thuốc nào thì có thể sử dụng thuốc đó. Thì trong cái slide tiếp theo á, anh sẽ nói cho các em một chút về các cái thuốc chèn beta. Thì khi mà các em sử dụng các cái thuốc chèn beta thì các em sẽ phải quen thuộc với một số các cái định nghĩa như là chèn beta chọn lọc lên tim hay là chèn beta không chọn lọc lên tim, hoặc là chèn beta có hoạt tính giao cảm nội tại hay không có hoạt tính giao cảm nội tại. Chèn beta chọn lọc lên tim có nghĩa là nó chọn lọc lên receptor beta 1. Thì các em nhớ là chúng ta có hai cái receptor beta, một là receptor beta 1 là nó nằm ở trên tim, và hai là receptor beta 2 nó nằm ở cơ trơn, đặc biệt là cơ trơn mạch máu và cơ trơn phế quản. Và tác dụng của nó là nó để làm giãn cơ trơn mạch máu và giãn cơ trơn phế quản. Một thuốc chèn beta mà nó chỉ tác dụng lên receptor beta 1, không có tác dụng lên receptor beta 2 á, thì người ta gọi đó là chèn beta chọn lọc lên tim. Còn nếu như mà một thuốc chèn beta vừa có tác động lên receptor beta 1, vừa có tác động lên receptor beta 2, thì người ta gọi là chèn beta không có chọn lọc lên tim nha. Và khi mà các cái thuốc chèn beta không có chọn lọc lên tim thì các em phải chú ý đến tác dụng phụ. Bởi vì nếu như mà nó chèn beta 2 ở phế quản thì nó sẽ gây ra co thắt phế quản nha, gây cho bệnh nhân bị khó thở. Cho nên thuốc chèn beta không chọn lọc á thì không được chỉ định ở những cái bệnh nhân bị hen nặng hoặc là COPD nặng. Còn nếu như mà chèn beta không chọn lọc lên receptor beta 2 ở mạch máu ngoài vi á, thì nó sẽ làm co mạch máu ngoài vi, và từ đó nó sẽ làm cho bệnh nhân bị bệnh lý mạch máu ngoài vi á, thì nó sẽ trở nên nặng nề hơn.
Thì có một cách để mà anh nhớ đó là những cái thuốc chạm beta nào mà có cái chữ mà từ A cho tới chữ N á, thì đó là những cái thuốc chạm beta chọn lọc lên tim. Một số ví dụ quan trọng, ví dụ như là atenolol, metoprolol hoặc là carvedilol, thì đây là những cái thuốc chọn lọc lên tim. Còn những cái thuốc nào mà từ chữ O trở đi á, thì đó là những cái thuốc mà không chọn lọc lên tim. Propranolol á, là cái thuốc chạm beta đầu tiên mà chúng ta tìm ra thì nó lại không có tác dụng lên tim. Cho nên khi mà em dùng propranolol á, thì các em phải chú ý đến tác dụng phụ lên mạch máu và lên phế quản, và chú ý là không dùng propranolol cho những bệnh nhân bị hen nặng hoặc là COPD nặng. Và ngoài ra thì nó cũng còn làm tăng cái đường máu và nó có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm nữa. Trên thực tế lâm sàng thì mặc dù mình nói là mình ưu tiên thuốc, mình có thể chọn thuốc nào cũng được, nhưng mà người ta thường ưu tiên đó là chúng ta chọn những cái loại chạm beta chọn lọc lên tim để giảm được những cái tác dụng phụ. Và điều thứ hai khi mà các em nói về chạm beta đó là một cái tính mà người ta gọi là tính giao cảm nội tại. Thì anh sẽ qua một cái slide mà anh nói về cái này cho các em. Hoặc tính giao cảm nội tại thì nó khó hiểu hơn một chút xíu, nhưng mà các em hiểu là những cái thuốc chạm beta có hoặc tính giao cảm nội tại có nghĩa là những thuốc chạm beta nhưng nó cũng là thuốc đồng vần beta. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà nó gắn vào receptor beta, nó ngăn cản không cho catecholamine gắn vào receptor beta, nhưng mà bản thân nó sau khi gắn vào receptor của beta, nó cũng kích thích nhẹ vào receptor beta và gây ra đồng vần, nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều so với catecholamine. Thì các em có thể nhìn vào cái hình trắng đen ở bên này, thì những cái cục màu đen này á chính là cả cái catecholamine nó gắn vào cái receptor beta và nó sẽ có tác dụng là kích thích vào cả cái receptor beta 1 này. Những cái cục màu trắng này á thì đây chính là những cái thuộc chạm beta không có hoạt tính giao cảm nội tại, có nghĩa là nó gắn vào cái receptor của beta và nó block hoàn toàn cả cái catecholamine, không cho catecholamine gắn vào receptor của beta. Và đây gọi là poor beta blockers, tức là thuộc chạm beta không có hoạt tính giao cảm nội tại. Còn hình số 3 này á thì những cái cục màu trắng mà có cái hình chữ thập ở giữa này á, thì đây là những cái thuộc chạm beta có hoạt tính giao cảm nội tại. Nghĩa là những cái thuộc này sau khi nó gắn vào receptor beta, nó ức chế không cho catecholamine đến gắn vào receptor của beta, tức là đổi vần. Nhưng mà bản thân nó lại có tác dụng là kích thích vào cái receptor của beta, làm cho cái receptor này á, nó tăng hoạt động. Nhưng mà cái tác dụng kích thích này nó rất là nhẹ, và nhẹ hơn rất là nhiều so với catecholamine. Cho nên người ta mới gọi là beta blockers with intrinsic sympathetic activities, có nghĩa là hoạt tính giao cảm nội tại. Các em hiểu vấn đề chưa? Thì anh lấy một cái ví dụ đơn giản, đó là ví dụ như ở trạng thái bình thường á, không có cái thuốc đổi vần nào hết á, thì các cái catecholamine nó sẽ đến kích thích vào cái receptor của beta 1. Thì nhịp tim của bệnh nhân của em á, trong trạng thái bình thường có thể là khoảng 80 lần trên phút. Nhưng mà nếu như mà các em dùng thuốc chạm beta đơn thuần, tức là beta blockers, không có hoạt tính giao cảm nội tại, nó để nó ức chế cái receptor beta 1, thì nó có thể làm cho nhịp tim của em nào giảm xuống, có thể lên tới 50 lần một phút. Nhưng mà nếu các em dùng cái thuốc chạm beta có hoạt tính giao cảm nội tại, nó ức chế receptor beta 1, nó không cho catecholamine gắn vào, nhưng mà nó cũng kích thích nhẹ vào cái receptor beta 1, cho nên nó làm cho nhịp tim của bệnh nhân tăng lên khoảng chừng 60 cho tới 70 lần một phút, không tới 80 lần một phút, tại vì cái tác dụng kích thích này nó nhẹ hơn nhiều so với catecholamine. Thế nếu như mà chúng ta đối chiếu cái hoạt tính giao cảm nội tại này qua bên một cái định nghĩa ở bên dược lý á, thì hoạt tính giao cảm nội tại này nó tương đương với một cái định nghĩa ở bên dược lý gọi là partial agonist, gọi là đồng vần một phần. Thì đồng vần một phần có nghĩa là nếu như mà các em nhìn vào cái hình này á, chúng ta có đổi vần, tức là antagonist, thì giống như là thuộc chạm beta không có hoạt tính giao cảm nội tại, thì là cái đường màu xanh là cái này. Còn đồng vần toàn phần, tức là full agonist, thì nó sẽ lên đầu trên này. Nhưng mà partial agonist, tức là ví dụ như cả cái thuộc chạm beta có hoạt tính giao cảm nội tại, tức là nó ngắn cả không cho catecholamine gắn vào, nhưng mà nó kích thích nhẹ, cho nên hoạt động của cái partial agonist nó nằm ở giữa như thế này. Các em hiểu vấn đề chưa?
Thì trong cái thuộc mà cha beta có hoạt tính giao cảm nội tại á, thì chúng ta có hai thuộc đó là pindolone và acebutolone. Thì thực ra hai thuộc này anh thấy cũng rất ít sử dụng trên lâm sàng. Và trên thực tế lâm sàng á, thì chúng ta chỉ sử dụng những cái thuốc cha beta có hoạt tính giao cảm nội tại ở những bệnh nhân mà có nhịp tim chậm. Tại vì thuốc này á, là nó có tính đồng vần nhà cho nên nó không có làm cho nhịp tim giảm xuống quá mức. Nhưng mà các em chú ý một điều đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim hoặc là nhồi máu cơ tim thì các em không được sử dụng những cái thuốc này, tại vì những cái thuốc này á, tại vì cái hoạt tính chèn beta là được chứng minh á, là nó giúp cải thiện được cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hoặc là bệnh nhân bị suy tim, cho nên em không dùng những cái thuốc chèn beta có hoạt tính giao cảm nội tại này, tại vì nó không có phát huy tối đa được cái tác dụng chèn beta lên lên tim và nó không có giúp cải thiện được tỷ lệ tử vong của họ. Nhưng mà nói tóm lại thì một câu đó là anh rất ít thấy người ta sử dụng các cái thuốc chèn beta có hoạt tính giao cảm nội tại này. Và một điều thứ ba nữa mà anh muốn các em biết đó là thuộc chèn beta mà có kết hợp với chèn alpha 1, có nghĩa là những cái thuộc chèn beta mà kết hợp luôn cả chèn alpha 1. Thì receptor alpha 1 nó nằm ở mạch máu ngoài vi. Receptor alpha 1 á, là nó ngược lại với cái receptor beta 2, tại vì receptor beta 2 ở mạch máu ngoài vi thì nó làm giãn mạch, nhưng mà receptor alpha 1 thì nó lại làm co mạch. Cho nên nếu như mà một cái thuộc chèn beta mà nó không chọn lọc mà nó gây ra chèn receptor beta 2 ấy, thì nó sẽ gây co mạch và làm nặng nề bệnh lý mạch máu ngoài vi. Nhưng mà nếu như chúng ta có thuộc chèn beta mà có kèm theo chèn alpha 1 á, thì nó lại gây giãn mạch và nó có tác dụng là hạ huyết áp. Thuộc chèn beta thì nó không có được xếp vào cái nhóm mà đầu tay trong điều trị tăng huyết áp, nhưng mà trong những cái trường hợp mà tăng huyết áp kháng trì mà các em cần phải sử dụng thêm cái thuộc chèn beta để điều trị cho bệnh nhân á, thì hai thuốc mà các em nên lựa chọn đó chính là cafverilone và labetalone. Đây là hai cái thuốc chèn beta mà có kết hợp luôn cả chèn alpha 1 cho nên nó có tác dụng là hạ huyết áp. Và trong những cái thuốc chèn beta này thì hai thuốc mà anh thấy người ta được sử dụng thịnh hành nhất trên thị trường đó chính là metoprolol và cafverilone. Thì trong cái đoạn tiếp theo anh sẽ nói cho các em về cái cách sử dụng của hai thuốc này. Lý do mà hai thuốc này nó được sử dụng thịnh hành là bởi vì hai thuốc này là hai thuốc chèn beta 1 không có hoạt tính giao cảm nội tại là một. Thứ hai là nó là hai thuộc chọn lọc lên receptor beta 1 cho nên nó không có tác dụng lên receptor beta 2, cho nên tránh được những cái tác dụng phụ liên quan tới chèn receptor beta 2 lên mạch máu ngoài vi và lên cơ trơn của phế quản. Và thứ ba nữa thì đây cũng chính là hai thuốc mà được chứng minh là giảm được nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân bị suy tim có phân suất bằng màu giảm nha. Thì đó là lý do tại sao hai thuốc này nó sử dụng khá là thịnh hành. Thì đầu tiên là cafverilone, biệt dược nổi tiếng của nó chính là Coret. Thì cái viên của nó có hàm lượng là từ 3.125 rồi đến 6.25 rồi đến 12.5 và 25. Thì nói chung nó cũng rất là khó nhớ. Và cái liều lượng mà khi chúng ta sử dụng cafverilone là chúng ta sẽ phải sử dụng ngay 2 lần. Thì như anh nói, thuốc này cũng là một cái thuốc được sử dụng rất là thường quy trong điều trị suy tim phân suất bằng màu giảm. Cho nên nếu như mà các em gặp một bệnh nhân mà bị suy tim phân suất bằng màu giảm và các em cần chỉ định thuốc chèn beta thì các em sẽ bắt đầu bằng liều thấp, ví dụ như là 3.125 hoặc là 6.25 ngày 2 lần, rồi sau đó các em tăng liều dần dần lên. Còn nếu như mà các em gặp một cái trường hợp bệnh nhân bị đau thắt ngực với phân suất tổng mẫu bình thường á, thì quả tim của bệnh nhân nó vẫn còn khỏe, cho nên thông thường các em chọn cái liều khởi đầu là liều giữa giữa, ví dụ như là 6.25 hoặc là 12.5, rồi sau đó các em sẽ tăng liều dần lên nha. Thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ đưa huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân xuống với mục tiêu huyết áp là từ 100 cho tới 120 mm thủy ngân và nhịp tim là từ 50 cho tới 60 là được. Và thêm nữa đó là mục tiêu về triệu chứng nữa nha. Nếu như mà nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân tụt xuống quá thấp thì nhiều lúc bệnh nhân sẽ bị triệu chứng xoang đau chóng mặt. Cho nên lúc nào mà bệnh nhân tới tái khám với em á, thì em sẽ phải hỏi về triệu chứng của bệnh nhân nha. Có nhiều bệnh nhân khi mà họ tụt cái
mạch xuống chừng 60 á, là họ bắt đầu thấy xoang đau rồi. Thì lúc đó các em sẽ phải cho giảm liều cho bệnh nhân. Nhưng mà nếu như mà nhịp tim có nhiều bệnh nhân á, nhịp tim nó có thể giảm xuống tới 50 nhưng mà bệnh nhân vẫn không có triệu chứng gì, thì em vẫn cho bệnh nhân duy trì liều lượng thuốc đó. Và cũng phụ thuộc vào cái triệu chứng đau ngực nữa nhé. Ví dụ như các em tăng liều lên khoảng 12,5 mg ngày 2 lần mà triệu chứng đau ngực của bệnh nhân nó cải thiện khá là tốt, thì các em có thể ngưng lại, ngưng ở cái liều đó và không cần phải tăng liều lên 25 mg ngày 2 lần. Với metoprolol chúng ta có hai dạng. Một á, là gọi là metoprolol dạng phóng thích tức thì, người ta còn gọi là metoprolol tartrate. Biệt dịch của nó là low pressure. Nó phóng thích tức thì cho nên thời gian bạn thải của nó khá là ngắn, cho nên các em sẽ phải sử dụng ngày 2 lần. Và thuốc này chủ yếu á, là người ta dùng để mà điều trị đau ngực hoặc là kiểm soát nhịp tim. Cái dạng này á, là không được chứng minh là có thể cải thiện được tử vong ở những cái bệnh nhân suy tim có phân suất có màu da. Cho nên các em không có sử dụng cái metoprolol tartrate để mà điều trị những cái bệnh nhân bị suy tim có phân suất có màu da. Dạng thứ hai của metoprolol á, là metoprolol succinate. Thì biệt dược của nó là Dopron SL. Thì cái thuốc này á, là cái thuốc dạng phóng thích chậm hay còn gọi là dạng phóng thích kéo dài. Cho nên thuốc này thì thường là các em sử dụng chỉ cần một ngày một lần thôi là đủ. Và thuốc này á, là thuốc mà người ta chứng minh á, là có thể làm giảm được cái tỷ lệ tử vong ở những cái bệnh nhân có suy tim phân suất và màu da. Cho nên cái chỉ định thường quy hơn của cái metoprolol succinate á, là để người ta điều trị phân suất và màu da. Còn để đau thắt ngực và kiểm soát nhịp tim thì người ta dùng cái metoprolol tartrate này thịnh hành hơn. Thì đấy chính là low pressure, tức là metoprolol tartrate. Thường á, thì khi học á, và khi thi á, thì ít khi nào người ta nói về tên biệt dược, nhưng mà trong những cái bài giảng của mình thì anh thường để kèm những cái tên biệt dược để mà các em có thể biết được một số các cái loại thuốc nổi tiếng trên thị trường. Thì low pressure thì nó có hàm lượng là từ 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg và 200 mg. Thì cách sử dụng là uống ngày 2 lần. Tại vì thuốc này là thuốc dạng phóng thích tức thì. Thì dạng này như anh nói là nó có hai chỉ định chính, đó là để mà điều trị đau thắt ngực và trong những cái trường hợp mà chúng ta cần kiểm soát nhịp tim cho bệnh nhân. Một số ví dụ như là những bệnh nhân mà bị rung nhĩ đáp ứng thức nhanh hoặc là cả cái dạng nhịp tim nhanh khác. Thì liều lượng á, thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng cái liều trung bình là khoảng 25 mg ngày 2 lần. Rồi sau đó các em sẽ cho bệnh nhân tái khám rồi tăng liều lên 50 mg ngày 2 lần, 100 mg ngày 2 lần. Và cái liều tối đa trong cái trường hợp này là 200 mg ngày 2 lần. Nhưng mà ít khi nào anh dùng tới cái liều tối đa như thế. Thì thông thường á, là cái liều khoảng 100 mg ngày 2 lần á, là một cái liều mà anh thấy là nhiều bệnh nhân phải chịu không có nổi rồi nha. Cho nên là thông thường đó là cái liều tối đa mà anh thường hay sử dụng. Nhưng mà các anh nhớ là khuyến cáo người ta có thể cho bệnh nhân cái liều tối đa lên tới 200 mg ngày 2 lần. Và nhớ là cái thuốc này không dùng cho bệnh nhân bị suy tim phân suất và màu da nha. Chúng ta có một cái dạng thứ hai, đó là dạng metoprolol dạng phóng thích kéo dài. Thì chính cái metoprolol dạng phóng thích kéo dài này mới được chứng minh là có thể cải thiện được cái tỷ lệ tử vong ở những cái bệnh nhân suy tim phân suất và màu da. Metoprolol dạng phóng thích kéo dài á, thì người ta còn gọi là metoprolol succinate. Biệt dược nổi tiếng của nó chính là Dopron SL. Thì các em để ý là metoprolol dạng phóng thích chậm á, và cái dạng phóng thích kéo dài á, là hai biệt dược do hai công ty khác nhau nhau sản xuất. Ví dụ như low pressure là do Validus, còn cái Dopron SL là do AstraZeneca. Thì tại vì nó phóng thích kéo dài cho nên các em chỉ cần cho bệnh nhân sử dụng ngay một lần thôi là được. Và họ có viên là 25 mg, 50 mg, 100 mg và 200 mg. Thì như anh nói là chủ yếu là người ta sử dụng cái thuốc này cho suy tim phân suất và màu da. Liều khởi đầu thường là 12,5, rồi sau đó các em tăng liều lên dần dần 25 mg, rồi đến 50 mg, 100 mg và 200 mg. Nhưng mà về mặt nguyên tắc thì các em vẫn có thể sử dụng cái thuốc này để mà kiểm soát nhịp tim hoặc là cơn đau thắt ngực cho bệnh nhân. Thì nếu như mà đối với giảm nhịp tim và giảm cơn đau thắt ngực thì các em có thể dùng liều giữa giữa một chút, ví dụ như 25 mg, rồi các em có thể tăng liều lên 50 mg, 100 mg và 200 mg. Cái liều tối đa mà
người ta khuyến cáo đối với cái thuốc này á, đó là 400 mg trên ngày. Nhưng mà như anh nói trong cái low pressure thì ít khi mà anh dùng tại cái liều tối đa như vậy nhé. Thường thì chúng ta dừng lại ở cái liều khoảng 100 mg hoặc là 200 mg trên ngày là được nhé. Và chúng ta tăng liều dần dần cho đến khi nào triệu chứng của bệnh nhân nó cải thiện, hoặc là dựa trên mạch và huyết áp của bệnh nhân. Tức là nếu như mà mạch của bệnh nhân nó xuống chân từ 50 đến 60, hoặc là huyết áp nó xuống chân 100 cho tới 120, thì lúc này các em phải phải không được tăng liều thêm nữa. Cái hiểu vấn đề chưa? Nếu như mà hỏi anh là trong ba thuốc ở trên á, còn gọi là Coret, Low Pressure hay là Toprol XL á, thì anh nên chọn thuốc nào để mà điều trị cơn đau thắt ngực? Thì thường là anh chọn cái thang Metoprolol Titrate, tức là Low Pressure. Còn cái suy tim phân suất tổng máu giảm thì anh chọn hai thuốc kia, tức là Metoprolol Succinate hoặc là Coret. Và đây là cái khuyến cáo năm 2012 của rất là nhiều các cái hiệp hội về tim mạch của Hoa Kỳ, trong đó có Hiệp hội Tim mạch của Hoa Kỳ, Trường Thấp học Hoa Kỳ và Hiệp hội Phẫu thuật lồng ngực Hoa Kỳ, cũng như rất là nhiều các cái hiệp hội khác. Thì người ta khuyến cáo đó là chèn beta là liệu pháp đầu tiên trong điều trị giảm đau ngực ở những cái bệnh nhân bị hội chứng mạch vành mãn tính. Và đây là khuyến cáo nhóm 1 nhé. Đây là cái thuốc quan trọng nhất mà các em sẽ dùng cho bệnh nhân bị hội chứng mạch vành mãn tính. Bây giờ nếu như mà bệnh nhân đã dùng cái thuốc chèn beta với cái liều tối ưu rồi mà bệnh nhân vẫn còn đau ngực, thì các em sẽ dùng thuốc gì tiếp theo? Thì cái nhóm thuốc tiếp theo mà anh muốn nói đến, thuốc này được xếp vào cái nhóm hàng 2 mà thôi. Đó chính là thuốc giãn mạch vành, cái nhóm thuốc nitrate. Thì cơ chế của cái nhóm thuốc nitrate đó là nó sẽ gây giãn mạch vành trực tiếp. Thì cái thuốc nitrate này á, là nó sẽ giãn mạch vành thông qua NO. Tại vì trong cấu trúc của các cái nitrate này á, là nó có chứa NO. Và khi mà vào bên trong cơ thể thì nó sẽ tiết ra NO. Và khi mà nó tiết ra NO thì nó sẽ thông qua cái cGMP và nó sẽ gây ra giãn mạch. Cái thuốc đầu tiên trong cái nhóm nitrate mà khá là quan trọng và chúng ta đã đề cập một vài lần, đó chính là nitroglycerin ngầm dưới lưỡi. Một biệt dược nổi tiếng của nó chính là Nitrostat của Pfizer. Thì một viên của cái Nitrostat này á, là 0,4 mg. Thì thuốc này nó giống như là cái thuốc cắt cơn vậy thôi. Em dặn bệnh nhân là mỗi lần lên cơn đau ngực á, thì ngầm một cái viên thuốc này ngầm vào dưới lưỡi. Mục đích của việc mình ngầm dưới lưỡi là để cho thuốc này nó ngấm trực tiếp vào niêm mạc lưỡi, và sau đó nó sẽ hấp thu vào máu và nó sẽ tác dụng rất là nhanh. Nó sẽ làm giãn mạch vành và giảm các cái cơn đau mạch vành rất là nhanh. Nhưng mà thuốc này á, là chỉ là một cái thuốc mà nó dùng để mà giảm triệu chứng một cách tạm thời mà thôi. Và nếu như mà sau 5 phút mà dùng một viên mà thấy nó vẫn không có giảm đau á, thì em có thể cho bệnh nhân ngầm thêm một viên nữa, rồi có thể lặp lại thêm một lần nữa sau 5 phút. Thì liều lượng người ta thường hay khuyến cáo đó là tối đa là 3 viên trong vòng 15 phút. Nếu như mà bệnh nhân đã ngầm 3 viên rồi mà họ vẫn không có đỡ đau á, thì coi chừng đấy không phải là cơn đau thắt ngực ổn định, mà đây chính là hội chứng van cấp. Có nghĩa là nếu như mà một bệnh nhân họ dùng 3 viên nitroglycerin mà không đáp ứng, thì bệnh nhân cần được đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Các em hiểu vấn đề không? Và các em chú ý nói với bệnh nhân về cái tác dụng phụ, tại vì cái thuốc này á, là nó có thể làm tụt huyết áp và nó có thể gây xoang đầu, cho nên á, là không được dùng quá liều. Và ngoài ra cái thuốc này nó còn gây giãn cái mạch máu ở trong trong não, và từ đó nó có thể gây đau đầu rất là dữ dội. Thường thì nếu như mà mạch máu trong não mình mà nó giãn ra thì nó có thể gây đau đầu. Ngoài cái nitro ngầm dưới lưỡi ra thì chúng ta cũng có một cái loại nitroglycerin dạng xịt dưới lưỡi. Thì cái cách dùng nó cũng giống như là cái nitroglycerin ngầm dưới lưỡi, tức là em cho bệnh nhân xịt một xịt vào dưới lưỡi á, thì nó sẽ hấp thu vào niêm mạc ở dưới lưỡi. Nếu như mà sau 5 phút mà không đáp ứng á, thì em dùng thêm một xịt nữa. Và 5 phút nữa mà nếu cũng không đáp ứng thì dùng thêm một xịt nữa. Thì tối đa là 3 xịt cho một lần đau. Và nếu như mà sau 3 xịt mà vẫn còn đau thì đến phòng cấp cứu. Nitroglycerin thì nó cũng có thêm cái dạng truyền tĩnh mạch. Nhưng mà anh sẽ nói cho các em trong cái phần hội chứng van cấp. Khi mà bệnh nhân lên một cái cơn đau ngực dữ dội và không đáp ứng với nitroglycerin ngầm dưới lưỡi á, thì mình sẽ cho bệnh nhân sử dụng nitroglycerin
đường truyền tĩnh mạch. Nitroglycerin thì người ta gọi là nitrate tác dụng tức thì, có nghĩa là nó giống như là một cái thuốc để mà chữa cháy vậy thôi. Đặc tình huống là nếu như mà chúng ta có một bệnh nhân mà họ cứ lên cơn đau ngực thường xuyên như vậy và họ phải thường xuyên sử dụng nitroglycerin ngầm giữa lửa như vậy, thì em sẽ làm gì tiếp theo? Thì slide tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một cái loại nitrate, người ta gọi là nitrate tác dụng kéo dài, để mà giúp duy trì một cái nồng độ thuốc ổn định trong máu của bệnh nhân và từ đó có thể giúp ngăn ngừa được cái triệu chứng của cơn đau thắt ngực. Và thuốc đầu tiên đó là isosorbide dinitrate. Cái thuốc này mặc dù nói là nó tác dụng kéo dài nhưng mà cái thời gian vận thải của nó cũng chừng khoảng là từ 3 đến 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Cho nên thông thường cái thuốc này là em phải cho bệnh nhân sử dụng một ngày 3 lần. Thuốc này ít khi mà người ta sử dụng để mà điều trị đau ngực do bệnh lý mạch vành, lý do là vì đơn giản là nó sử dụng một ngày tới 3 lần. Thuốc này trên thực tế lâm sàng, anh thấy người ta chủ yếu là người ta dùng để mà điều trị